Đức Tổng giám mục Bôn Richard Gallagher và phái đoàn ngoại giao tòa thánh thăm Đại chuẩn viện Huế. Lúc 20 giờ 30 phút tối thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2024, chỉ ít giờ sau khi đáp chuyến bay đến Huế, Đức Tổng giám mục Bôn Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh đã dẫn đầu phái đoàn viếng thăm Đại chuẩn viện Huế. Tháp tùng Đức Tổng giám mục Bôn Richard Gallagher có Đức Tổng giám mục Marek Jels, đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam, Đức cha Jius Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức cha Jius Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Huế, Đức ông John David Baxter, Thư ký Bộ Ngoại giao Tòa Thánh và cha Jius Đạo Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam. Đón tiếp phái đoàn có cha Jius Hồ Thứ, Giám đốc Đại chuẩn viện, quý cha giáo cùng tất cả quý thầy đang tu học tại Đại chuẩn viện Huế thuộc Tổng giáo phận Huế và các giáo phận Đà Nẵng, Kon Tum, Hưng Hóa. Sau những giây phút đón tiếp tại cổng chính Đại chuẩn viện, Đức Tổng giám mục Bôn Richard Gallagher và phái đoàn có ít phút thinh lặng cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ. Sau đó, phái đoàn cùng quý cha, quý thầy tiến vào hội trường. Mở đầu, Đức Tổng giám mục Jius Nguyễn Chí Linh hân hoan giới thiệu Đức Tổng giám mục Bôn Richard Gallagher, Đức Tổng giám mục Marek Jels, Đức ông John David Baxter và các đấng bậc hiện diện. Kế đó, cha giám đốc Jius Hồ Thứ giới thiệu với Đức Tổng giám mục Bộ trưởng Donetsk sơ lược về Đại chuẩn viện Huế. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Bôn Richard Gallagher có bài huấn từ với quý thầy đang tu học tại Đại chuẩn viện. Ngài vui mừng vì số lượng đông đảo của các chúng sinh tại Huế. Ngài nhấn mạnh đến niềm vui đích thực xuất phát từ sự gặp gỡ, từ mối tương quan với người khác, từ cảm nghiệm được thấu hiểu, được yêu thương cũng như từ việc chấp nhận và yêu thương người khác. Ngài diễn tả rằng, chúng ta quy tụ với nhau để gặp gỡ và xây dựng một mối tương quan để đi đến hiểu biết và yêu thương nhau. Lý do niềm vui của chúng ta không phải là những sở hữu vật chất hay là khát khao quyền lực. Không, niềm vui của chúng ta lấy ra từ sự kiện rằng, mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, đấng đã nhìn đến chúng ta với sự yêu thương và đã gọi chúng ta bằng chính tên của mình. Kết thúc huấn từ, Đức Tổng giám mục Bôn Richard Gallagher mời gọi quý thầy đưa ra những thắc mắc mà chính Ngài sẽ giải đáp. Sau đó, cha giám đốc Jius Hồ Thứ có lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Bôn Richard Gallagher cùng quý Đức Tổng giám mục, quý Đức ông, quý cha trong phái đoàn, cùng tặng các ngài món quà kỷ niệm của Đại chuẩn viện Huế nhân chuyến viếng thăm này. Sau những kinh nguyện kết thúc, phái đoàn viếng nhà nguyện trong ít phút và lưu giữ hình ảnh kỷ niệm cùng ban giám đốc Đại chuẩn viện. Ngoài tòa Tổng giám mục, Đại chuẩn viện Huế là địa điểm thứ hai phái đoàn viếng thăm sau khi đặt chân đến Tổng giáo phận Huế trong buổi chiều tối cùng ngày. Ước mong lời huấn từ gần gũi của Đức Tổng giám mục Bôn Richard Gallagher và những luồng gió mới mà phái đoàn mang đến sẽ giúp quý thầy bền đổ hơn trong ơn gọi linh mục mà Chúa đã kêu gọi quý thầy.